Việt Nam, một đất nước trong thời kỳ đổi mới, với sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, nhu cầu được đảm bảo về an ninh và an toàn cũng vì thế mà ngày một tăng cao. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế và xã hội có nhiều những diễn biến phức tạp, môi trường kinh doanh và sản xuất cần được đảm bảo. Hầu hết các doanh nghiệp thay vì tự tổ chức các đội bảo vệ thì nay đã chuyển sang mô hình sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp do các công ty cung cấp. Tại Việt Nam, lĩnh vực dịch vụ bảo vệ đã hình thành từ những năm 1990 cho đến nay. Tuy nhiên, nó chỉ thực sự phát triển trong vài năm trở lại đây khi các công ty bảo vệ lần lượt ra đời như một đòi hỏi tất yếu của xã hội, trong đó có thể kể đến KTC Việt Nam. Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp KTC Việt Nam, hay còn được gọi là KTC Việt Nam, được thành lập ngày 12 tháng 5 năm 2005. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội, chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và mạng lưới hoạt động rộng khắp hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Ra đời bởi khát vọng của những nhà sáng lập với quyết tâm trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ tại Việt Nam và khu vực. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, KTC Việt Nam đã và đang là đối tác quan trọng của trên 500 khách hàng lớn, nhỏ trong và ngoài nước, cung cấp tổng thể các sản phẩm dịch vụ an ninh, an toàn trọn gói và chuyên nghiệp, đem đến sự yên tâm và hài lòng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Đảm bảo an ninh tuyệt đối bằng quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, KTC Việt Nam đã liên doanh với các đối tác Hàn Quốc, ứng dụng và triển khai hàng loạt các sản phẩm dịch vụ phù hợp cho thị trường Việt Nam. 현재 베트남은 한국이 경제 발전을 이루었던 지난날과 꼭 닮아 있습니다. 베트남은 향후 한국을 능가하는 잠재력을 가지고 있다고 확신합니다. 그 확신을 구현하고자 본인은 이곳 KTC에 있고 현재 KTC는 외국 투자 기업에 대한 안전과 환경을 보호하고자 모든 역량을 집중하고 있습니다. Dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định như tòa nhà, ngân hàng, văn phòng, chung cư hay trung tâm thương mại, cho đến các nhà máy, khu công nghiệp. Đây là loại hình mục tiêu phổ biến, có tính chất phức tạp và nằm tại nhiều khu vực khác nhau, đòi hỏi nhà cung cấp phải có năng lực, kinh nghiệm và quy mô hoạt động phủ rộng. Ngoài các hoạt động quản lý trực tiếp bằng con người, KTC Việt Nam đã và đang ứng dụng thành công hệ thống giám sát bằng camera trung tâm, hỗ trợ tích cực trong các công tác điều hành, quản lý, đảm bảo tính chính xác, khách quan và chặt chẽ. Dịch vụ áp tải tiền, hàng hóa đặc biệt. Đối với các đơn vị kinh doanh tiền tệ, kim loại quý hoặc tài sản quan trọng như giấy tờ, tài liệu có giá trị, KTC Việt Nam cung cấp dịch vụ vận chuyển trọn gói với phương tiện chuyên dùng. Dịch vụ được thực hiện bởi các nhân viên tinh nhuệ, được tuyển chọn và huấn luyện chuyên nghiệp, có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, tư cách đạo đức tốt và bề dày nhiều năm kinh nghiệm. Được trang bị các loại công cụ hỗ trợ hiện đại, có tính uy hiếp cao, sẵn sàng đối phó với mọi loại tình huống. Hiện KTC Việt Nam đang là đối tác tin cậy để cung cấp các dịch vụ áp tải và vận chuyển hàng hóa đặc biệt bằng xe chuyên dụng cho nhiều đối tác trong và ngoài nước. Dịch vụ giám sát, tuần tra, đảm bảo an ninh từ xa. Với hệ thống trang thiết bị chuyên nghiệp, hiện đại, KTC Việt Nam luôn đảm bảo an toàn cho các mục tiêu bằng hệ thống camera giám sát và hệ thống cảnh báo chống đột nhập 24/24 giờ. Các mục tiêu còn được hỗ trợ bởi lực lượng tuần tra bằng các loại phương tiện cơ động chuyên dùng. Mọi hoạt động của mục tiêu luôn được giám sát 24/24 giờ trong mọi điều kiện thời tiết và khoảng cách địa lý. Các phương án hỗ trợ và xử lý sự cố được lên kế hoạch chi tiết, kịp thời và hiệu quả. Ngoài các dịch vụ nói trên, KTC Việt Nam còn được biết đến là một đơn vị danh tiếng trong việc cung cấp dịch vụ an ninh cho các sự kiện lớn như lễ hội Hoa Anh Đào, lễ hội Chùa Hương, lễ hội Chùa Bái Đính, đại lễ 1.000 năm Thăng Long, bảo vệ câu lạc bộ bóng đá Manchester City, các trận thi đấu bóng đá tại sân vận động Mỹ Đình và hàng loạt các sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc khác. Luôn chú trọng và nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ với một hình ảnh thực sự chuyên nghiệp, KTC Việt Nam đã và đang là đơn vị đi đầu trong việc đầu tư và ứng dụng các trang thiết bị, phương tiện hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Toàn bộ nhân viên bảo vệ của KTC được trang bị các loại đồng phục tiêu chuẩn phù hợp với khí hậu và đặc thù công việc.
đảm bảo sự thuận tiện, cơ động trong quá trình làm nhiệm vụ, có tính chất trang nghiêm và chuyên nghiệp. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhân viên bảo vệ KTC được trang bị các loại công cụ hỗ trợ theo tiêu chuẩn quốc tế, được cấp phép sử dụng bởi Bộ Công an Việt Nam. Việc được trang bị các loại công cụ hỗ trợ nói trên đã mang lại hiệu quả tích cực trong quá trình làm nhiệm vụ, giúp nhân viên bảo vệ tự tin khi đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Về phương tiện, KTC Việt Nam tự hào là công ty bảo vệ duy nhất tại Việt Nam được trang bị các loại xe chuyên dụng như xe chở tiền chuyên dụng, xe chở quân, xe tuần tra, xe thông tin. Các loại phương tiện nói trên được trang bị hệ thống đèn báo, loa phóng thanh, còi báo động, ống điện đàm và hệ thống định vị GPS. Toàn bộ các xe đều được sơn màu đen, có logo và tem hiệu của KTC. Hầu hết các xe đều được gắn camera ghi hình trong suốt quá trình di chuyển. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng không chỉ phụ thuộc vào các trang thiết bị hiện đại mà còn đòi hỏi các yếu tố chuyên môn từ con người. Xác định rõ tầm quan trọng của nhân viên bảo vệ trong quá trình cung cấp nhiệm vụ, KTC Việt Nam luôn chú trọng đến công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên bảo vệ. Mỗi nhân viên bảo vệ của KTC đều phải trải qua các khóa huấn luyện nghiệp vụ, được đào tạo các kỹ năng về sơ cấp cứu, phòng chống cháy nổ, kiến thức pháp luật, an toàn và võ thuật. Tốt nghiệp khóa học, các nhân viên bảo vệ sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo tiêu chuẩn của Bộ Công an. Ngoài các chương trình huấn luyện thông thường, KTC Việt Nam còn thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và các bài tập bảo vệ yếu nhân, áp tải tiền, hàng hóa quan trọng, chống cướp. Sau khi trải qua các chương trình huấn luyện, hầu hết các nhân viên bảo vệ đều tự tin khi làm nhiệm vụ, bản lĩnh khi đối mặt với mọi loại tình huống xấu, có khả năng làm việc độc lập và thể hiện tính chuyên nghiệp. Sau 11 năm hình thành và phát triển, từ một đơn vị có quy mô nhỏ với 9 cán bộ nhân viên, đến nay KTC Việt Nam được xem như một đơn vị đầu đàn trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ với hàng nghìn nhân viên đang phục vụ tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, là đơn vị liên doanh duy nhất có vốn đầu tư Hàn Quốc. Liên tục đổi mới về cả tư duy và hành động, KTC Việt Nam nỗ lực phấn đấu trở thành công ty bảo vệ hàng đầu Việt Nam và khu vực với phong cách chuyên nghiệp, hiện đại vì bình yên cuộc sống.